Chào các bạn, mình là Jessica MV. Chào mừng các bạn đến với khóa học làm bánh bông lan phô mai Nhật Bản phục vụ kinh doanh Japanese Cotton Cheesecake của Cake Jazz. Có thể chưa phải là một chiếc bánh quốc dân, nhưng bánh bông lan phô mai Nhật chắc chắn sẽ được lòng rất nhiều thực khách bởi vị thơm mềm xốp ẩm của nó, cũng như là khi ăn lạnh thì tuyệt hảo và ăn nóng cũng rất là ngon. Tuy nhiên thì trong quá trình làm bánh chắc chắn các bạn đã vấp phải một số những cái khó khăn nhất định, bởi vì chiếc bánh này rất là nổi tiếng vì cái sự đỏng đảnh và khó làm của nó. Vậy thì khóa học của mình hôm nay sẽ giúp các bạn giải quyết tất cả những khó khăn về mặt kỹ thuật để làm ra những mẻ bánh lớn rất là đều để phục vụ kinh doanh. Và chúng ta sẽ giải quyết tất cả những vấn đề vướng mắc thường gặp phải khi sản xuất dòng bánh này với số lượng lớn. Có rất nhiều clip tốt dạy làm bông lan Nhật trên mạng xã hội, thậm chí là những clip miễn phí. Vậy tại sao bạn nên đến với khóa học của mình nếu bạn muốn kinh doanh loại bánh này? Sau khóa học chắc chắn bạn sẽ làm ra được những mẻ bánh thơm ngon, mềm xốp, ẩm đủ độ với kết cấu tiêu chuẩn, vuông thành sắc cạnh này, mặt bánh vòng đẹp, không xẹp nứt. Một khi bạn nắm vững được kỹ thuật bản lề mà mình đã nghiên cứu trên nhiều mẻ bánh và thực hành thật sự là thành công mỹ mãn. Khóa học này sẽ cung cấp những phương pháp để bạn sản xuất bánh theo mẻ lớn, nhiều bánh một lúc để phục vụ kinh doanh. Bạn cũng sẽ tiết kiệm được tối đa thời gian. Và mọi người chắc vẫn biết về JCC như một dòng bánh rất là tốn thời gian nướng. Nhưng với kỹ thuật của mình, bạn sẽ rút ngắn được thời gian nướng chính thức trong lò chỉ 30 phút. Mà dĩ nhiên là bánh vẫn hoàn hảo về hương vị, kết cấu và hình thức. Tiết kiệm thời gian chính là tiết kiệm chi phí một cách hiệu quả nhất, đúng không ạ? Hơn thế nữa, mỗi một thao tác xử lý và trộn hỗn hợp đều tiết kiệm tối đa sức lực khi mà ta làm theo mẻ lớn. Bạn sẽ không phải quậy cheese bằng tay theo phương pháp cách thủy. Mình sẽ chia sẻ tất cả những kỹ thuật mang tính chất tự động hóa và máy móc hóa nhất có thể trong quá trình trộn các hỗn hợp mà bánh không hề bị xẹp này, thậm chí còn xốp hơn, nướng dễ hơn và đẹp hơn, nở cao mà không hề bị nứt. Bạn không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn tiết kiệm cả công sức lao động nữa đấy ạ. Đặc biệt, khi bạn sử dụng phương pháp đúng đắn, bánh JCC sẽ tươi ngon lâu hơn, có thể bảo quản cả tuần, thậm chí hơn cả tuần trong tủ lạnh mà hương vị vẫn tươi mới dù không dùng bất cứ một chất bảo quản nào. Đó là nhờ phát huy tối đa được sức mạnh của các nguyên liệu trong phương pháp làm bánh. Ngoài ra, bạn cũng có thể làm ra nhiều vị bánh JCC khác nhau, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm bánh nhé.